Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trên tay của mình ngày hôm nay là cái chiếc iPhone 12 và nó có liên quan đến một câu hỏi mà mình vừa nhận được của một bạn đã comment trên video của mình. Đến từ bạn Lợi Đức với nội dung như sau. Anh ơi, sắp đến Tết rồi thì có nên mua iPhone 12 không anh? Nhu cầu của em cơ bản thôi, ví dụ như là hay xem phim này, chơi game Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến, PUBG Mobile. Camera cũng cần phải đẹp vì em cũng hay đi chụp ảnh với người yêu. Và nói chung thì Tết thì cũng chụp rất là nhiều ảnh đúng không nè? Nên là cần một cái camera chất lượng ấy thì rõ ràng nó là một điều hiển nhiên rồi. Điện thoại hay đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất đến điện thoại hay 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Và với câu hỏi có nên mua iPhone 12 ở thời điểm hiện tại hay không thì khả năng cao mình đoán nhé là bạn này là có thể là đang dùng một cái chiếc máy điện thoại nào đó đời thấp hơn và muốn nâng cấp lên iPhone 12, có thể là iPhone XR, iPhone 11 hoặc là bất kỳ một cái chiếc điện thoại Android nào khác và muốn đổi gió sang những cái chiếc máy như là iPhone 12 để mà kiểu trải nghiệm cái hệ điều hành mới. Thì đối với mình ấy, mình thấy rằng là cái chiếc iPhone 12 nó sẽ vẫn có những điểm rất là đáng mua và có những điểm ấy là chưa thật sự là ngon lành lắm. Dù sao thì đây cũng là một cái phiên bản không phải là max option của thế hệ iPhone 12 nên thành ra là nó cũng sẽ có những cái cắt giảm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để phân tích rõ hơn về vấn đề này nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế của em iPhone 12 này. Nếu mà so với iPhone 11 hoặc là những cái form thiết kế trước kia thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó từ cái dạng bo cong ở cái phần khung viền chuyển sang là cái phần phẳng như thế này. Và cái chất liệu trên iPhone 12 thì nó cũng đã được nâng cấp lên, có thêm cái lớp Ceramic Shield giúp cho cái chiếc điện thoại của chúng ta cứng cáp hơn. Và cũng có nhiều nghiên cứu là mình tham khảo được ấy, họ đã chứng minh được rằng là cái khung viền cong ấy là nó sẽ khiến cho cái phần điện thoại này khi mà rơi xuống ấy, nó dễ bị tác động lên phần kính và nó dễ bị rơi vỡ hơn. Đấy, thì nói chung là nó tùy thuộc vào cũng gọi là cách rơi nữa và hên xui đúng không nào. Đấy, chứ cũng không hẳn là nó chính xác hoàn toàn. Nhưng mà mình nghĩ như thế thì có những cái nghiên cứu thì nó cũng khiến cho chúng ta tin tưởng hơn đúng không nào. Kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái màn hình. Nếu mà so với lại trên iPhone 11, iPhone XR thì đây là một cái sự nâng cấp hoàn toàn rất là lớn. Vì phần viền bezel giờ đây nó đã vừa mỏng hơn mà nó vừa cho ra một cái chất lượng tấm nền là tốt hơn rõ rệt. Thay vì là IPS LCD thì chúng ta đã có là một cái tấm nền OLED rồi với độ sáng là cũng gọi là tốt hơn. Rồi là chúng ta cũng sẽ có cái chất lượng hiển thị nhìn chung là nó sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều. Con này thì nó có hỗ trợ cái HDR10 cho nên là xem những video HDR nó cũng sẽ xịn sò hơn. Kèm với đó là chúng ta cũng sẽ có được là một cái con chip rất là mạnh mẽ. Thực ra thì với con chip A14 Bionic ở thời điểm hiện tại, quan trọng là gì? Nó đã có hỗ trợ 5G là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là chúng ta có một hiệu suất vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Con này thì nó vẫn thoải mái chơi được với Snapdragon 865, 870 một cách rất là bình thường. Còn nếu như bạn nào mà đã là chip thủ muốn so sánh lại Snapdragon 888 hay là kể cả Snapdragon Tab Gen 1 cũng được luôn. Vì có thể là về mặt thông số, về mặt cấu tạo kiến trúc bên trong ấy, thì những con chiếc Snapdragon 888 hay là Snapdragon 8 Gen 1 ấy, nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng về cái mặt trải nghiệm thực tế thì chính vì nó là những cái con chip bị thiếu ổn định, nó nóng quá nhanh cho nên nó phải bóp hiệu năng để mà nó tránh cái hiện tượng quá nhiệt. Mình thì mình đã có trải nghiệm quá nhiều giữa những thiết bị đến từ Android cũng như là iPhone rồi, thì mình nhận thấy rằng là cái mức giới hạn nhiệt độ trên iPhone ấy, thường nó sẽ cao hơn. Tức là ví dụ như là Android thì nó tầm 43-44 độ là nó phải bắt đầu lag, giảm hiệu năng cái thứ này kia để mà nó trở về một cái mức nhiệt độ ổn định. Còn đối với là iPhone thì nó lên 47-48, thậm chí là lên tới 50 đó, rồi thì mới bắt đầu có hiện tượng là bóp hiệu năng, giảm sáng màn hình cái thứ này kia đó. Thì đây là cái điểm mà mình thấy rằng là nếu mà xét về khoảng hiệu năng ấy, nó sẽ là một trong những cái chiếc máy cho ra cái mức hiệu năng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Mình có thể tự tin khẳng định là như thế. Kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một cụm camera rất là chất lượng các bạn nhé. Đối với lại camera trên iPhone, đặc biệt là iPhone 12 như thế này thì hiện tại nó quá là đủ dùng đi. Kể cả là chụp trong điều kiện thiếu sáng cũng như là trong điều kiện đủ sáng thì nó làm quá tốt rồi. Phần mềm của camera thì nó thiên hướng là tối ưu theo cái khoản tự động, nên là các bạn cũng sẽ không cần phải chỉnh gì nhiều, chủ yếu là chỉ có dơ lên và chụp thôi. Camera thì bây giờ mình có thể tự tin là ở trong phân khúc giá mà hơn 10 triệu như thế này cho một chiếc iPhone 12 cũ, nó vẫn là một cái gì đó rất là đáng gờm so với những cái chiếc máy Android. Tất nhiên là nếu mà so với những chiếc máy Android ấy, tầm khoảng 9 triệu thôi là chúng ta đã có Galaxy S20 Ultra rồi các kiểu, thì con đó thì nó vẫn sẽ cho ra những cái phần gọi là camera nó cơ bản là nó sẽ đa dụng hơn này. Cái thứ hai là cái chất lượng của nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với lại iPhone 12. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là iPhone 12 nó vẫn sẽ có những cái giá trị khác hơn so với lại một cái chiếc máy Android như thế.
Đầu tiên nha, là các bạn có thể thấy này, nó có iOS luôn luôn là như thế. Nói đến iPhone mà không nói đến iOS thì nó là một sự thiếu sót rất là lớn. Vì với iPhone 12 bây giờ các bạn có thể sử dụng thoải mái trong vòng bây giờ nha, vào thời điểm mà các bạn mới mua này, cứ cho là đầu 2023 đi, thì các bạn có thể là sử dụng thoải mái đến 2027, 2028 là một chuyện rất là bình thường. Con này giờ đây thì cập nhật tệ gì, ít nhất cũng phải là 3 đến 4 phiên bản iOS nữa. Không ai dám hỗ trợ 5-6 năm như là của Apple đâu. Đấy, chỉ có bằng một nửa so với lại Apple thôi. Nên đó cũng là lý do mà nhiều người đã quyết định là lựa chọn những cái chiếc máy iPhone như thế để sử dụng lâu dài. Vì cái nhu cầu của họ là kiểu muốn ăn chắc mặc bền và kiểu muốn gắn bó lâu dài với một thiết bị, chứ không phải là kiểu cứ một năm là sẽ đổi một thiết bị mới. Đó, thì sẽ về hỗ trợ lâu dài nó cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là điểm cộng rất lớn trên một thiết bị iPhone như thế. Kèm với đó là về cái khoản pin của em này thì nó sẽ là một cái nhược điểm các bạn nhé. Nhược điểm của con này thì thực ra nó sẽ có hai cái nhược điểm lớn, đó chính là gì? Cái phiên bản bộ nhớ của nó khá là thấp, tức là nó sẽ không có cái bộ nhớ thấp nhất là 128GB như là trên iPhone 13, mà nó chỉ là 64GB thôi. Cho nên những bạn nào mà có kinh tế eo hẹp không nâng cấp lên được bản 128GB thì đây là một cái sự hơi bị ức chế về mặt dung lượng. Bây giờ mình sử dụng phiên bản 128GB mà mình chỉ còn trống khoảng là 30-40GB, đấy là cũng gọi là xóa thường xuyên rồi, thì các bạn hiểu rằng là nó sẽ thiếu như thế nào trong cái khoảng thời gian sử dụng với cái bộ nhớ là 64GB. Kèm với đó là về phần pin của em này. Pin của em này thì nó sẽ có dung lượng là khoảng 2800, đây là một dung lượng nói chung là thấp hơn so với những gì mình tưởng tượng. Và đối với thế hệ iPhone 12, nói thật ra là một cái năm gọi là, tất nhiên nó vẫn sẽ có những sự nâng cấp, nhưng mà nó sẽ cải lùi rõ ràng nhất là về mặt pin. Đáng lẽ ra là pin nó không phải thấp như thế đâu các bạn à. Nếu mà thấp như thế thì tại sao trên iPhone 13 nó lại có cái dung lượng pin là 3000-3100, đúng không nào? Đấy, cho nên là cùng một cái kích thước như thế mà Apple cố tình là hình như là cố tình cắt giảm này. Đấy, chứ con này thì camera nó cũng không to tới mức, thậm chí trên iPhone 13 cảm biến camera nó đã to hơn, nó chiếm nhiều không gian hơn. Đấy, phải thay đổi thiết kế camera chéo cái thứ này kia thì dung lượng pin nó vẫn đảm bảo là trên 3000, con này chỉ có 2800. Thì đây là một cái sự yếu đuối, rất là yếu đuối, yếu sinh lý của em iPhone 12 này. Đấy, còn về sạc thì nói chung là mình cũng không có vấn đề lắm. Với sạc 20W thì nó vẫn có thể sạc được trong cái khoảng thời gian là tầm khoảng 20 đến 30 phút là vẫn có thể 50% rồi. Thì sạc như thế cũng gọi là tạm chấp nhận được, nó cũng không hẳn là quá chậm đâu. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Thông qua video này thì hy vọng là mình sẽ có thể là giải đáp được phần nào đó được về cái câu hỏi của bạn Lợi Đức, cũng như là có thể là giúp cho nhiều bạn khác đang có cùng chung nhu cầu ở đây với cái chiếc iPhone 12 này, thì có thể là lựa chọn được một cách hợp lý với những cái thiết bị mà nó phù hợp với lại nhu cầu của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.